Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên kênh truyền hình Văn hóa Du lịch Việt Nam Juni. Thưa quý vị, Bắc Bộ trong hôm nay do không khí lạnh ở phía Bắc đẩy giải áp thấp xuống phía Nam nên sẽ xuất hiện mưa rào và dông rải rác và tập trung tại các tỉnh thuộc khu vực phía Đông Bắc Bộ. Trong cơn dông thì cần đề phòng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió mạnh. Nền nhiệt độ có xu hướng giảm bớt khi phổ biến ở mức là 30 đến 32 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ cao hơn khoảng từ 1 cho đến 2 độ. Các tỉnh miền Trung trong hôm nay và những ngày tới, phía Bắc khu vực giảm bớt nắng nóng và mưa có khả năng sẽ xuất hiện tại đây. Khu vực từ Quảng Bình đến Ninh Thuận, Bình Thuận phổ biến có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Từ Quảng Bình cho đến Phú Yên có nắng nóng với nền nhiệt độ là 33 đến 36 độ. Riêng các khu vực vùng núi phía Tây tại Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt. Đến với các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, chủ yếu có mưa rào và dông vài nơi, nắng nóng cục bộ ở Tây Nguyên và diện rộng tại Nam Bộ. Đến những ngày cuối tháng 4 thì khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác trên khu vực. Tuy nhiên, đang trong thời kỳ giao mùa nên quý vị và các bạn hết sức lưu ý với những cơn mưa dông mạnh kèm theo lốc xoáy và gió giật gây nguy hiểm tiềm ẩn trong cơn dông. Nắng nóng sẽ giảm dần với nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên là 32 đến 35 độ, còn tại khu vực Nam Bộ nhiệt độ cao nhất là 34 đến 36 độ. Thưa quý vị, với thời tiết trong những ngày tới tại Tây Nguyên thì sẽ là điều kiện thuận lợi để du lịch và khám phá vùng đất này. Các bạn đến với công viên Diên Hồng chắc chắn sẽ không thể tránh được cảm giác ấn tượng bởi màu sắc của Tây Nguyên đều được tập hợp về đây. Từ nét văn hóa đời sống của bà con dân tộc, nhà rông, cồng chiêng đến vẻ đẹp của núi rừng hoa cỏ. Từ ngoài cổng vào, du khách sẽ bị choáng ngợp bởi hồ nước xanh thăm thẳm với rất nhiều cây xung quanh bờ. Đi bộ khoảng 300m đến với khu vực chính của công viên, đó chính là làng du lịch Hồ Diên Hồng. Đến nơi đây, dừng chân khá lý tưởng để du khách đến tham quan và công tác và là điểm hẹn khá ấn tượng cho những người trẻ muốn gặp gỡ hàn huyên chuyện trò. Ngay bên trái lối đi là khu đón tiếp, nhà nghỉ. Đi bộ về phía tay phải, ven theo hồ là khu vực ăn uống cà phê giải khát trên nhà thuyền. Đã đến đây, bạn đừng quên thưởng thức tách cà phê Tây Nguyên thơm ngon và đậm đà. Nếu không thích lên nhà thuyền thì bạn vẫn có thể ngồi bên lối đi, ngắm mặt hồ xanh biếc và nghe tiếng chim chóc hòa ca. Men theo con đường, bạn sẽ đến với vườn thực vật với nhiều loài cây lạ. Dù bạn đến đây vào mùa nào thì khu vườn này luôn tràn ngập sắc hoa và ong bướm. Hy vọng với những thông tin vừa rồi sẽ giúp cho quý vị lựa chọn được một điểm đến cho những ngày nghỉ lễ sắp tới. Và trước khi kết thúc bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với thông tin thời tiết của các tỉnh và thành phố trên cả nước.